Trong phim, nhân vật Hương Quảng Nam của Huỳnh Tử Hoa là một chuyên gia PR nổi tiếng. Anh được mệnh danh là cứu tinh của các cô gái lớn tuổi. Còn Hứa Thiệu Hùng thì vào vai anh trai của Quảng Nam là Hương Thiện Nam. Nguyễn Chiểu Tường trở thành đồng nghiệp của Nam là Đổng Thiên Kiêu. Duyên Lâm Thử Thiện thì vào vai Tức Phấn Cường. Cả bốn người thường dùng nhiều biện pháp đặc biệt để giúp đỡ các khách hàng nữ sớm tìm được nhân duyên mỹ mãn. Tuy giúp người khác tìm được tình duyên, nhưng bản thân Nam vẫn độc thân vì anh luôn chọn cách yêu ngắn hạn. Quảng Nam đã giúp thuộc cấp của mình là Viên Huyên do Trần Mẫn Chi đọc, lột xác từ một nhân viên văn phòng trở thành ca sĩ Internet. Điều này đã khiến cho cô ruột của Huyên là Viên Sâm do Giang Mỹ Nghi đảm nhận rất căm ghét Nam, thường xuyên công kích anh. Viên chủ nhiệm phòng chăm sóc khách hàng là Thạch Hoa Đôi do Từ Tử Sang đóng thì cho rằng nhóm người của Quảng Nam không đàng hoàng hay lợi dụng công việc để tán tỉnh phụ nữ. Nam không để tâm, vẫn làm theo ý mình. Cho đến khi bạn gái cũ của Nam xuất hiện thì mối quan hệ giữa mọi người xoay chuyển một cách kịch tính, tạo nên một cuộc chiến giữa đàn ông và những cô gái đỡ thì. Liệu sau cùng, các cô gái lỡ thì có tìm được chân mệnh thiên tử của đời mình hay không? Còn Quảng Nam thì sao? Anh có thoát khỏi cảnh độc thân hay không?